và chúc sức khỏe đến thầy hiệu trưởng, quý thầy cô giáo, các cô chú công nhân viên, các anh chị và các bạn học sinh. Chúc một buổi sáng vui vẻ và một tuần học tập làm việc hiệu quả. Chủ đề tuyên truyền lớp chúng em hôm nay là lòng tự trọng. Vậy lòng tự trọng là gì? Tại sao mọi người cần phải có lòng tự trọng? Tự trọng là biết coi trọng và giữ gìn phẩm cách, biết điều chỉnh hành vi của mình sao cho phù hợp với các chuẩn mực xã hội. Lòng tự trọng là phẩm chất đạo đức cao quý và cần thiết của mỗi người. Nó giúp con người có nghị lực vươn lên, vượt qua hoàn cảnh để học tập, lao động là việc ngày càng tốt hơn, nâng cao phẩm giá, uy tín cá nhân của mỗi người và nhận được sự quý trọng của mọi người xung quanh. Vậy lòng tự trọng được thể hiện như thế nào trong cuộc sống hàng ngày? Xin mời quý thầy cô, các cô chú công nhân viên, các anh chị và các bạn học sinh theo dõi tiểu phẩm sau. Tiểu phẩm Tiền Mua Váy Đẹp do các bạn Điệu Ca Hêm, Ca Hồ Diệu Linh, Ca Thúy và Ca Lành diễn xuất. Một buổi sáng, cô bé nọ đang ngồi xem tạp chí thời trang. Trời ơi, bộ váy này đẹp quá, chắc chắn là hợp với mình. Nhưng mái lồng này làm sao đủ mua bây giờ? Mẹ ơi! Chuyện gì vậy con? Con muốn xin mẹ một cái váy đẹp ạ. Bộ quần áo của con còn nhiều đồ mà, nhưng chúng chật và xấu lắm. Con muốn xin mẹ một cái váy đẹp trong tờ tạp chí thời trang này. Con gái à, nó đắt lắm. Năm học vừa rồi, con đã học sinh giỏi. Ba mẹ chưa thưởng gì cho con mà. Con sẽ có quà nhưng không phải là thứ đắt tiền xa xỉ này. Đó là có quá xa xỉ ạ. Mẹ đã nói rồi, không là không. Thôi, con lấy sức vừa đi học bên con. Thôi cô đi đây, lần sau nữa cẩn thận nghe. Dạ. Ơi, cái gì thế này? Có phải của cô bắn rau lúc nãy không? Trời ơi, tiền. Cũng khá, có thể mua được cái váy mới rồi. Con ơi, số của mẹ dặn cơm bên con. Dạ, dạ con xuống ngay. Làm gì mà như người không phải con. Số của mẹ nhanh lên. Dạ. Trong bữa cơm,
Chiều nay đi chợ, gặp chị Mùi bán rau mà em thấy tội nghiệp quá à. Chị ấy làm sao hả em? Chiều nay đi chợ, chị Mùi đánh rơi túi tiền nhưng mà không hay, đã sa tài đó anh ạ. Cố thân chị, do lòng vất vả, không góp từng đồng để nhập phòng cho con gái. Ai dè, đúng là anh em gói này hay là mình giúp chị ấy một số tiền. Ừ, anh cũng đang nghĩ vậy. Con gái suy nghĩ, ba mẹ thật là, à, trong lúc mình xin tiền mua váy thì không cho, tự nhiên lại đi cho người dưng. Con mời ba mẹ ăn cơm, con đâu được. Ba mẹ con, nghe một chén mà, hay là có mẹ? Không, con no rồi. Chắc là nó buồn vì em không cho tiền mua bộ váy mới, con biết thật là. Buổi tối, bố ơi, lên chỉ giúp con mẹ toán này nó khó quá. Ừ, để bố xem nào. Anh ơi. Chuyện gì hả em? Các tiền nè, chị mới không chịu nhận đâu. Sao chị ấy không chịu nhận à? Chắc mình nói không khéo chứ gì. Chị Mùi nói, nhà chị nghèo thì nghèo thật, nhưng không thể người ta ra xin ngày khác. Dù nghèo, ai cũng phải lao động vất vả để gom góp từng đồng. Dù nghèo nhưng phải giữ lấy lòng tự trọng. Nghèo nhưng phải giữ lấy lòng tự trọng. Chị ấy là người lòng tự trọng hiếm thấy. Dù nghèo chính trực, nghèo nhưng mà chính trực, không thâm của ai cái gì bao giờ. Thôi để vậy, mong sao ai thấy tiền trả lại cho chị ấy. Hôm qua con nhận được cái này của cô Mười trước cổng nhà. Vì cô đụng với con nên con đã nộp cô. Mẹ giúp con trả lời cho cô ấy nha. À, như vậy, con làm như vậy đã đúng lắm. Bố mẹ rất tự hào về con gái à. Đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không, để tiểu phẩm vừa rồi là một trong rất nhiều biểu hiện của lòng tự trọng. Lòng tự trọng là giá trị, là phẩm chất của con người. Ai có lòng tự trọng sẽ được mọi người tôn trọng. Lòng tự trọng phải được nuôi dưỡng thường xuyên trong từng cử chỉ, việc làm hàng ngày của mỗi người. Là học sinh, chúng ta phải có lòng tự trọng, được thể hiện như phải tự giác học bài cũ, đọc bài mới, làm bài tập trước khi lên lớp, phải biết xấu hổ khi thầy cô kiểm tra bài cũ mà không thuộc, không được quay cóp trong kiểm tra thi cử, thực hiện tốt nội quy nhà trường, lớp. Nội trú không để thầy cô nhắc nhở nhiều, đặc biệt là học sinh chúng ta phải tự giác, nỗ lực cố gắng trong học tập để có kiến thức, lập thân, lập nghiệp, tạo lập cho cuộc sống, cho bản thân của mình, gia đình, cộng đồng trong tương lai. Đây cũng chính là thông điệp mà lớp chúng em muốn gửi tới các anh chị và các bạn học sinh trong buổi tuyên truyền hôm nay. Để kết thúc chương trình, kính mời quý thầy cô, các cô chú công nhân viên, các anh chị và các bạn học sinh thưởng thức bài hát Một Gia Đình Nhỏ Một Hạnh Phúc To cho top 3 của lớp 82 trình bày. Thank you.
truyền lớp 8H2 chúng em đến đây là kết thúc. Lớp chúng em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, các cô chú công nhân viên, các anh chị và các bạn học sinh đã lắng nghe. Chúng em xin trân trọng cảm ơn.